xin kính chào các cô chú anh chị hôm nay giới thiệu đến mọi người một cái sản phẩm mới của sâm đương quy thì cái sâm đương quy thì nó sẽ chia làm đương quy tươi và đương quy khô ở việt nam á, thì như ở chúng đặc biệt là ở, ở điện biên chúng mình á, thì sẽ có hai loại sâm mà uh, có trực tiếp ở điện biên chúng mình đó là cái sâm đương quy và cái đẳng sâm hay gọi còn gọi là cái sâm rừng ấy. ở dân người đây ở đây thì mọi người hay gọi là cái sâm đất thì cái sâm đất đấy là cái đẳng sâm thì nó có giá là rưỡi một kg loại khô. Còn loại tươi thì nó sẽ dao động khoảng 120 một cân. Thì thông thường cái sâm ở Việt Nam thì cái giá thành nó sẽ rất là hợp lý hơn đối với đối với túi tiền của các cô chú anh chị nhưng mà cái chất lượng thì nó lại rất là rất là tốt đó cho sức khỏe của mọi người mà cái giá thành lại rất là hợp lý. Tại vì nó ở trực tiếp ở Việt Nam mà nghĩa là như ở chỗ mình là ở Điện Biên thì nó có trực tiếp ở Điện Biên thành ra là cái giá thành nó rất là hợp lý để mà mua một cái loại sâm mà có một vài trăm ngàn ấy, thì nó rất là vừa với túi tiền của người Việt Nam chúng ta thì ở đây mình sẽ có hai loại sâm đương quy khô thì nó sẽ chia làm một loại là phơi khô và một loại là sấy khô thì cái sâm đương quy á phơi khô thì nó sẽ có giá là 250.000 đồng 1 kg đây là loại sâm đương quy phơi khô thì tính chất của loại này thì sẽ là hình thức nó không được đẹp nhưng mà nó rất là thơm và nó được phơi khô một cách tự nhiên như thế này. Thì cái sâm đương quy khi mà phơi khô ấy thì người dân sẽ chẻ đôi cái củ sâm ra để cái củ sâm nó được tách ra như thế này thì cái phần thịt ở bên trong này nó rất là nhanh khô. Thì phơi nó giúp nhanh khô hơn và nó làm cho nó khô hẳn đi đảm bảo nó không bị mốc như thế này là phơi khô rất là cứng rồi cái mùi của sâm này cực kỳ thơm sâm đương quy này nó cực kỳ thơm cái sâm đương quy này thì tác dụng của nó về bổ máu rất là tốt làm đẹp da à, làm đẹp da này giúp da trở lên hồng mịn hơn và chữa đau lưng đau nhức xương khớp đau bụng hoặc là viêm khớp chân tay chúng ta dùng nó cũng đỡ thông kinh huyết À, điều tiết cái khí huyết ở trong người à, chữa cái bệnh thiếu máu xanh xao, cơ thể gầy gò mệt mỏi à, điều trị cao huyết áp và ung thư à, chống viêm à, hướng dẫn sử dụng thì nó sẽ có ở cái tờ giấy ở đây chúng ta có thể sắc nước uống hoặc là ngâm rượu à, sắc nước uống thì chúng ta sẽ cho khoảng tầm đây ví dụ như cái ly 200ml thì chúng ta có thể sử dụng một cái lượng khoảng À, 10 g chúng ta cắt vào, chúng ta hãm nước, chúng ta uống hoặc là chúng ta ngâm cho ngâm rượu, nấu à, ăn chúng ta cho vào cũng được. Nấu ăn chúng ta cho cái đương quy vào thì nó rất là khô, à, rất là thơm và rất là bổ. thì cái đương quy này ở trong cái gói gia vị hầm gà là cũng có nhé. Còn đối với cái sâm đương quy loại sấy khô như thế này thì cái hình thức là nó sẽ đẹp hơn. thì mọi người có thể thấy ở đây so sánh hai cái sâm đương quy sấy khô thì là giá của nó hiện tại bây giờ là 330.000 đồng một kg loại sấy khô như thế này thì cái hình thức nó sẽ đẹp hơn và cái mùi thế là cái mùi thì cái mùi này nó lại thơm một cái kiểu khác mà cái mùi thơm của sâm đương quy khô thì là kiểu khác tại vì hai cái một cái sấy một cái phơi mà thì nó sẽ có những cái mùi tất nhiên là nó thơm theo kiểu đương quy rồi nhưng mà phơi nó lại mang một cái mùi thơm khác nó đều thơm Nói chung nó cũng gần gần giống nhau nhưng mà cái hình thức của cái đương quy sấy khô này thì mọi người có thể thấy là sẽ đẹp hơn chúng ta lên bình nó cũng tuyệt vời nó đẹp hơn còn nếu mọi người chỉ có uống không ngâm rượu để chúng ta uống không hoặc là sắc nước uống thì chúng ta có thể sử dụng cái sâm đương quy phơi khô này thì cái giá thành nó hợp lý hơn hai trăm rưỡi một kg còn đối với sâm đương quy sấy khô thì nó sẽ có giá là ba trăm ba mươi một kg thì cô chú anh chị có nhu cầu về cái xâm đứng quy ấy, thì chúng ta sẽ cân nhắc xem cái loại nào phù hợp với túi tiền của mình và và loại nào nó phù hợp với cái nhu cầu sử dụng của mình đó thì cái giá đương quy phơi khô sẽ là hai trăm rưỡi và đương quy sấy khô thì hiện tại là ba trăm hai cái giá này thì sẽ dao động theo từng thời điểm cho nên, nên là cô chú anh chị khi mà đặt hàng á, thì cứ đặt hàng theo số điện thoại trên màn hình chín bảy bốn một năm tám năm hoặc là chín bốn bảy một năm tám năm cả hai số mình đều có Zalo và có cả Facebook thì khi mọi người đặt hàng mọi người nhắn tin cho mình thì mình sẽ báo giá cụ thể vào thời điểm đó có thể giá lên có thể giá xuống thì nó tùy theo cái giá nhập của mình đó thì cô chú anh chị cần xem quy thì có thể liên hệ mình theo số điện thoại trên màn hình nhé nhắn tin Zalo cũng được Facebook cũng được Ok xin kính chúc cô chú anh chị sức khỏe và thành vượng